Trong video này thì mình sẽ test game ở trên con Tecno Carbon 20 mà mình vừa mới làm video cách đây mấy ngày ha, và mình mua ở trên Shopee. Con này mức giá 3,2 triệu, và đây là một con máy mà phải nói là cực kỳ ngon. Trong phân khúc giá 3 triệu đồng đang được giảm ha, vì cơ bản phân khúc con này nó phải tầm 4,5 đến 5 triệu đồng hồi năm ngoái ha, nhưng mà tất nhiên qua năm nay thì giảm rồi. Con này có thiết kế mặt lưng da hoặc là một cái bản màu đen lưng kính cao cấp ha. Camera 64 megapixel, cảm biến Samsung, và Carbon là cái dòng gọi là cái dòng tầm trung á của Tecno ha. Và con này thì trang bị sạc nhánh, màn AMOLED, rồi vân tay nhúng cho đến là 8 RAM 256 ha. Và mình đã tải hết cái data của Liên Quân Mobile rồi, bởi vì trở game đầu tiên mình test là Liên Quân ha. Thực ra với cấu hình con này, con chip Helio G85 ấy, thì nếu được các bạn sẽ giảm cái đồ họa xuống một chút đi, các bạn để mức cao này hoặc ở cái mức gọi là tối ưu ấy đó, kiểu như này các bạn giảm xuống một tí và vẫn lên mức 60 ha, thì nó sẽ ổn định hơn đó. Mà cái chất lượng thì nó cũng không ảnh hưởng đâu, mình để cái mức như này hay giảm một xíu thôi để xem là con này nó tối ưu cái Liên Quân như thế nào ha. Bởi vì con này một phần nó đã được lên là hai OS 14 và Android 14 rồi đó, thay vì Android cũ 13 như là hồi năm ngoái, con này nó đã cũng vừa chính thức được lên là Android 14 rồi anh em ha. Và mình cũng đấu hàng luôn cho nó gọi là máu lửa. Ok, như vậy chúng ta đã bước vào ván game cũng tương đối nhẹ nhàng. Con này thì được cái trang bị loa kép ha, mình sẽ vặn lên đó, một ở dưới và một ở trên này này đó, hai cái ha. Cái thiết kế này thì nó hơi dễ để các bạn cầm là nó bị cấn cái âm lượng ha, cũng hơi dở một tí nhưng mà cũng không sao đâu, với tầm này mà trang bị loa kép là quá là ok rồi. FPS các bạn sẽ nhìn ở góc bên trái ha, phía trên màn hình. Và mình đang còn đó, kết nối với Wi-Fi 5 để mà chiến đấu ha. Ấy chà chà, ui bên này 3 người luôn ta. Thôi sorry rồi, mình nhầm rồi anh em ha. Mình phải lên trên này thì có con ra nó khá là khó chịu. Rồi và Tecno thì mình sẽ nói sơ qua ha, sẵn chúng ta cùng chém gió và giao lưu luôn với nhau về Tecno luôn ha. Tecno thì hiện tại đang bán ở Việt Nam các dòng là Spark và dòng Carbon và Pova là ba dòng chủ lực mà họ bán ha. Và ba dòng này thì cũng ở phân khúc tầm 6 triệu đổ về thôi, chứ Tecno vẫn chưa bán những cái dòng mà quá cao. Thực ra là họ cũng từng bán cái con Carbon 20 Premier nhưng mà cũng không được, con này bây giờ cũng đang giảm giá rất kinh ha, còn tầm 7 đến 8 thôi, thay vì giá niêm yết lên đến là hơn 10 hồi năm ngoái. Nhưng mà tương tự như con này thì nó cũng phải giảm giá xuống này. Con Carbon 20 này, tốc độ giữ giá của Tecno thì tất nhiên là không thể cạnh tranh được, với cứ phải được phát cái đại con này nó khó chịu quá. Con này, con rác này nó ui ấy, đừng, ui thua rồi, dù lòng biết không kịp nữa rồi. Thường dòng Spark thì có một cái biến thể rẻ nhất là Spark Go ha. Và năm nay thì Tecno có Spark Go 2024 ở phân khúc dưới 2. Tiếp theo nữa là Spark 20. Spark 20C ha. Năm ngoái thì có Spark 10, Spark 10 Pro, kiểu như vậy. Và tiếp theo nữa là họ mang một cái biến thể đặc biệt là Spark 20 Pro Plus. Cái con màn hình công thái học ấy, và vân tay nhúng, và con này thì cũng đang bán với phân khúc tầm hơn 4. Nếu như anh em muốn mua các dòng Tecno thì mình cũng để link ha bên dưới mô tả luôn, để anh em quan tâm có thể bấm vào. Anh chả ra tự nhiên lại đi chui xuống dưới hay sao á, hình như không đánh giá cao mình lắm nên là thanh niên xuống dưới luôn. Và tiếp theo dòng Pova thì quá nổi tiếng rồi, chúng ta có Pova 3, Pova 4 và Pova 5. Cũng phải đấm mình được phát thì thanh niên mới lủi vào. Cái này khó chịu lắm. Pova thì cũng có thêm một cái biến thể nữa, Neo, nó rẻ hơn tí so với Pova thường ha. Như năm ngoái chúng ta có Pova Neo 3. Năm nay thì Pova 6 Neo. Vẫn chưa gì đặc sắc, con này cảm ứng đa điểm ha. Đấm đi, đấm lén, ra là chuyên ra, đấm lén. Ra là một trong những vị tướng mà mình khá là ghét, rất hay đấm lén. Tiếp theo đó là Grack, nhưng mà Grack thì mình thấy vẫn bình thường, ra này mình cũng khá ghét. Thì cứ cho một cái ulti đi rồi tính sau, Trời ơi, tí là chết mày nhá.
ra nó chắc chắn nó sẽ truy sát, chắc chắn nó sẽ truy sát mình. Thì nó nhắm, nó thấy là mình đang còn ít máu à, nghe các bạn chờ mình mà hồi lại cái ulti là ra này, đến 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 công chuyện với mình luôn nhá. Hay lắm, hay lắm. Cứ tưởng là trạng chết chúa cũng băng hà, nhưng ai ngờ thanh niên, thanh niên chắc tay mình lắm, không ngờ mình để trâu như thế. Chơi cẩn thận thôi, farm cái đã, khá hay luôn. Cô Ban là dòng được định hình là gaming phone giá rẻ của Techno các bạn. Chủ yếu vào chơi game và thiết kế hầm hố, có tản nhiệt, đồ này kia ha. Có LED RGB mặt lưng như kiểu là POVA 6. Và cuối cùng là dòng Camon này. Camon là thường là dòng cao ha, cao nhất mà Techno bán ở Việt Nam. Thực ra Techno họ vẫn có flagship nhé, còn dòng gập luôn, dòng Phantom. Chẳng qua là họ không có mang về thôi. Bây ra này phải luồn lách tí cho nó đấm. Ừ, cái là có loa kép thì để cho nó cũng đấm qua đấy. Hai mà đỡ ghét, có bộc phá mà dám ấy à, đùa với A Thu tôi à. Ui trời, đừng chị khót, mẹ ghét con này kinh khủng luôn. Thế là cái đánh lén không à? Này, ui địt mẹ hai, thì nó cứ đấm kiểu như cũng trúng thôi. Đâu rồi. Đâu rồi, anh em đâu rồi, trời ơi. Hay lắm, tí chết hả? Thì như cũng đấm phát này, biết ngay mà. Băng trụ này. Úi trời ơi, dính ngay cái con điêu thuyền. Khá cay đây anh em ạ. Thì có quả đó thì cũng không thể nào mà chết được đâu. Ấy, bắn đi anh em. Ây trời ơi, quân địch là máu là đứa nào cũng thấp mà không ăn được, cay thế. Chúng ta vẫn không bị rob các bạn, các bạn thấy là mình chỉnh xuống tí nó đâu có rob nhiều đâu. Tất nhiên là G85 nó vẫn sẽ có rob à, nhưng mà rob còn tùy vào máy tối ưu như nào ha, và có chấp nhận được hay không. Này thì bưởi này, mẹ ghét quá. Camon thì thường sẽ được đầu tư vào cái thiết kế này, thứ hai là về camera, để như so với dòng POVA hay là dòng Spark nhé anh em ha. Camon 20 thì chúng ta có thêm bản Camon 20 Pro nữa. Cái bản Pro thì bán cao hơn con này mấy trăm ngàn ấy, thì nó sẽ có màn 120Hz và chip G99, con nó cũng ngon đấy chứ phải không ngon. Đâu rồi nào, đâu rồi, ui giời ơi, chạy hết thế này rồi ấy, chà chà. Về anh em ơi, con AD lại chơi thâm lắm, còn chơi gọi là đi đánh ấy không à, đánh lên thế nào, ui lên thế nào. Đâu rồi, đó ra thì mình lại đấm. Điêu thuyền đóng băng ấy. Cẩn thận nha. Ui có bị rob ha, bắt đầu có bắt dữ quá thì nó vẫn rob cho anh em, nhưng nó sẽ quay lại chứ nó phải chấp nhận thôi. Với con G85 thì như vậy thôi ha. Ui hay lắm,
Ui, ông nào mà đêm to vào ăn được triple kill rồi, quadra kill luôn này. Đó. Ừ, hay lắm. Quá hay luôn. Double kill, quá mạnh luôn. Rồi, lên, lên thôi. Con này thì được cái nó có pin 5000 ha, và hỗ trợ sạc 33W cũng như là có loa kép này, DTS này. Chip là G85 thì nó hơi ấy, hơi yếu, nhưng mà nếu như cái tầm này thì gọi là vẫn ui rồi. Hay lắm, thì mình đánh vẫn hay ấy. Ui, bị như thế này. Ui giời ơi, như thế này. Không rồi anh em ơi. Mẹ ông này ông đi lẻ bên này, đéo hiểu làm cái gì luôn đấy. Team đã yếu rồi mà tấn công trực diện này không lại mà ganh gánh team này. Đi lẻ với nó thì thua luôn. Đó. Thôi xong rồi. Có trụ nổi không? Ơi à, team này tính chơi gọi là xem là đỏ máu à. Ấy 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 lên đi lên đi lên, đỡ 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 tức, đỡ tức, nó vẫn win. Nói chung liên quân thì nó là bứng được, mình đánh giá là vẫn ổn trong cái tầm giá, để nói ngon thì chưa hẳn ha. Nhưng mà thực ra với tầm này thì con nào cũng bị drop khi mà các bạn chơi thôi. Có drop ít hay drop nhiều thôi nhá. Và các bạn để setting nó thấp xuống một tí nữa thì mình nghĩ nó sẽ còn ổn hơn ha. Và quan trọng con này thì nó còn có những cái thế mạnh khác về thiết kế màn hình, camera, âm thanh, phần mềm kiểu như vậy ha. Rồi thì tiếp theo là tựa game PUBG, thì Trung test game sẽ test cho anh em xem. Và con này đặc biệt là không nóng nhá. Chơi game tầm 15 phút à, 17 phút không nóng. Mình đã vào tựa game PUBG. Chúng ta cùng vào phần setting. Với con chip này thì lên được ở mức là 40 FPS nha mọi người. Mình sẽ bật cảm biến con quay lên. Ôi, con chip này có cảm biến con quay. Mình sẽ test xem cảm biến con quay. Biến con quay kia có như không à, nó không được mượt cho lắm. Cảm giác là nó hơi lắc một xíu. Trải nghiệm qua thì mình thấy là bắn ở mức tạm tạm thôi. Đây. Cảm giác điều khiển màn hình nó không được mượt lắm. Nên là những bạn nào đang có ý định mua chiếc máy này về bắn PUBG thì xác định là bắn ở mức là tạm tạm thôi nha mọi người. Trong tầm giá thì cũng không thể đòi hỏi tốt được. Cảm giác màn hình lia nó cũng không có mượt nữa. Nên là bắn sẽ không chiếm được lợi thế so với quân địch đâu. Thì video test game của mình trên chiếc máy này đến đây là kết thúc rồi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video test game tiếp theo.